Kính chào quý vị và các bạn, đây là bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14, tôi là Thanh Huyền. Hôm nay thứ hai ngày 9 tháng 11 năm 2015, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, vào đầu tuần này ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông rải rác, trời chuyển lạnh vào đêm và sáng, vùng núi trời rét. Vụ taxi gây tai nạn liên hoàn trên cầu vượt Thái Hà, hai nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát xác nhận xe Ford Ranger đã có rượt đuổi taxi. Tai nạn đường thủy là nhỏ nhưng khi đã xảy ra thì rất thảm khốc. Trong khi đó có tới khoảng 70% số phương tiện thủy không đăng ký. Và trong phần tin quốc tế, tổng tuyển cử dân chủ lần đầu trong 25 năm qua ở Myanmar, Liên minh quốc gia vì dân chủ đối lập của bà Aung San Suu Kyi giành được đa số phiếu ủng hộ. Hai năm sau bão Haiyan đổ bộ, nhiều gia đình ở thành phố Tacloban của Philippines vẫn đang vật lộn trong cuộc sống khó khăn với những khu nhà tạm trú do chính phủ cung cấp. Miền Bắc đã bước vào tiết lập đông từ ngày hôm qua, cũng đồng nghĩa bước vào giai đoạn đón nhận thêm nhiều đợt không khí lạnh có cường độ mạnh dần. Cơ quan khí tượng cho biết, từ đêm nay, nền nhiệt của khu vực này có xu hướng giảm khi có một đợt lạnh tràn về. Sáng nay, nhiều tỉnh miền Bắc đã có mưa phùn kèm theo sương mù nên tầm nhìn khá hạn chế. Trong ngày đầu tuần nên lượng phương tiện tham gia giao thông khá cao, dẫn đến tình trạng ùn tắc trên nhiều cung đường, đặc biệt là tại các thành phố lớn. Tình trạng mưa phùn ẩm ướt sẽ vẫn còn duy trì trong những ngày tới khi không khí lạnh liên tiếp tràn về. Đợt lạnh này cường độ chưa mạnh nên nhiệt độ chỉ giảm nhẹ khoảng 2-3 độ và duy trì ở mức 24-25 độ ở vùng núi. Đến ngày 12 tháng 11, không khí lạnh sẽ tiếp tục được tăng cường mạnh hơn, gây mưa dông khắp Bắc Bộ. Nhiệt độ sẽ giảm xuống ở mức 19-21 độ, trời chuyển lạnh. Cũng trong giai đoạn chuyển mùa này, Hà Nội và nhiều tỉnh Đông Bắc Bộ sẽ thường xuyên xuất hiện những cơn mưa rào và dông bất chợt. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng nhận định, do ảnh hưởng của El Nino, các đợt rét đậm rét hại năm nay sẽ đến muộn hơn và không kéo dài. Tuy nhiên không loại trừ khả năng vẫn có những đợt rét cực đoan bất thường. Trong khi đó tại khu vực Nam Bộ lại chuẩn bị bước vào đợt chiều cường mới với cao điểm diễn ra từ giữa đến cuối tuần này. Điều đáng nói thời tiết ở đây thường xuyên có mưa rào vào chiều tối nên khả năng ngập úng ở vùng trũng thấp càng cao khi kết hợp với chiều cường. Hiện mực nước đầu nguồn và hạ lưu các con sông ở Nam Bộ đang bắt đầu lên theo chiều cường đầu tháng 10 âm lịch. Tại trạm Tân Châu đo được mức nước là 1,8m trên sông Tiền, còn tại trạm Châu Đốc là 1,76m trên sông Hậu. Dự báo những ngày tới, nước lên cao nhất trên 2m. Hiện Nam Bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi dãy áp thấp từ phía Nam dịch chuyển dần lên nên sẽ có mưa rào và dông về chiều tối. Khi kết hợp với chiều lên vào giữa tuần sẽ gây ngập các tuyến đường tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Chiều lên khá cao mỗi ngày 2 lần, sáng sớm từ 4 đến 6 giờ, chiều tối và giờ cao điểm từ 16h30 đến 18h30 nên ảnh hưởng đến giao thông và đời sống của người dân. Mùa khô năm nay được dự báo là đến sớm hơn mọi năm nên tại thời điểm này, các đơn vị quản lý rừng trên địa bàn huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đang khẩn trương đắp đập giữ nước bảo vệ rừng. Hiện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp U Minh Hạ đã đào đắp bằng cơ giới được 24 đập lớn và 12 cống. Ngoài ra, người dân cũng chủ động đắp hàng trăm đập nhỏ theo khu hộ, đảm bảo khép kín trên diện tích lâm phần. Các chủ rừng cho biết, lượng nước trên lâm phần hiện tại thấp hơn so với trung bình hàng năm. Việc chủ động khép kín hệ thống cống đập là điều kiện tốt để tích trữ được lượng nước ở những cơn mưa cuối mùa, đảm bảo phòng chống cháy rừng khi mùa khô đến. Tiếp tục thông tin về vụ tai nạn xe taxi gây tai nạn nghiêm trọng tại cầu vượt Thái Hà, Hà Nội vào đêm qua mùng 8 tháng 11. Cho đến sáng nay thì nhiều người dân vẫn còn vô cùng hoảng sợ khi chiếc taxi gây tai nạn đã phóng với tốc độ cao và gây ra tai nạn nghiêm trọng. Bà Lê Thị Thanh và nhiều người dân sống xung quanh khu vực cầu vượt Thái Hà vẫn còn vô cùng hoảng sợ bởi những gì đã chứng kiến trong vụ tai nạn tối ngày hôm qua. Bởi có những hình ảnh mà bà chưa bao giờ thấy trong đời. Hôm qua lúc đấy khoảng gần 11 giờ, tôi đang bán hàng ở vỉa hè. Thì tôi thấy một tiếng động lớn va chạm ở trên cầu. Sau đấy 1-2 phút thì thấy một người thanh niên nhảy từ trên cầu xuống.
Nhảy xuống thì nằm bất động luôn, hai chân hai tay dang ra ở mặt đường. Lúc đấy thì mọi người nhìn thấy thì đều đổ lại, thành ra là lúc ấy rất đông, rất lộn xộn và mọi người nhìn thấy thì đều run rẩy hết cả người. Thông tin ban đầu cho biết, vào lúc 22 giờ 45 phút tối qua, mùng 8 tháng 9, chiếc taxi của hãng Vinataxi mang biển kiểm soát 30A64673 lưu thông trên cầu vượt đoạn từ ngã tư Sở đi Nguyễn Lương Bằng với tốc độ cao. Khi đến cầu vượt Thái Hà Chùa Bộc thì bất ngờ lạc tay lái đâm vào ít nhất 7 xe máy trên làn đường ngược lại. Đáng lưu ý, sau khi gây tai nạn do hoảng loạn, tài xế đã rời xe và nhảy xuống khỏi cầu cao cách mặt đường gần 5m. Vụ tai nạn khiến một người chết, ít nhất 7 người khác bị thương. Danh tính tài xế gây tai nạn được xác định là Đặng Ngọc Cường, sinh năm 1975, ở phường Phúc Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội. Theo đại diện hãng Vinataxi, trong 4 năm làm việc ở hãng, tài xế Cường chưa từng gây ra tai nạn. Xe taxi gây tai nạn còn trong hạn đăng kiểm và xe vẫn còn thời hạn sử dụng. Tuy nhiên, nhìn vào những hình ảnh từ thiết bị giám sát hành trình của chiếc xe được cho là đang đuổi theo taxi gây tai nạn, thì có lúc xe này chạy với tốc độ 86 km/h. Như vậy, vào thời điểm gây ra tai nạn, tài xế Cường thậm chí lái với tốc độ cao hơn như thế. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Liên quan đến video hai xe ô tô rượt đuổi nhau trước vụ tai nạn, ông Lê Tú, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 3, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, theo xác minh ban đầu thì chiếc xe bán tải và chiếc xe taxi trực tiếp gây tai nạn có rượt đuổi nhau trước khi đi lên cầu vượt Thái Hà. Sau khi tai nạn xảy ra thì chiếc xe bán tải đã tới hiện trường và tài xế chiếc xe này trao đổi với lực lượng cảnh sát giao thông tại hiện trường khi đó là có camera hành trình và nắm được toàn bộ sự việc. Và xin được nhắc lại là sau sự vụ đêm qua thì một nạn nhân đã tử vong, còn ít nhất là 7 nạn nhân khác bị thương, trong đó có 2 nạn nhân bị chấn thương rất nặng. Và thông tin từ các bệnh viện cho biết, cho tới thời điểm này, một số nạn nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch. 6 nạn nhân được chuyển tới khoa cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội vào đêm qua sau khi vụ tai nạn xảy ra. Trong đó có một nạn nhân quá nặng đã tử vong trước khi đến bệnh viện là Đỗ Văn Hoàng, sinh năm 1982, quê ở Vĩnh Phúc. 5 nạn nhân còn lại, có 3 bệnh nhân nam bị chấn thương phần mềm nhẹ hơn sau khi được xử trí đã được ra viện trong sáng nay. 2 nạn nhân khác là Nguyễn Văn Cương, 19 tuổi, quê ở Bắc Ninh, bị đa chấn thương, gãy nhiều xương ở chân, tay, và Vũ Ngọc Minh, 30 tuổi, bị chấn thương sọ não, vẫn trong tình trạng nặng và tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện Bạch Mai. Cả 2 bệnh nhân đều nặng, 1 bệnh nhân thì gãy cả 2 chân và 1 tay. Hôm qua chúng tôi cũng đã xử lý. Tình trạng bệnh nhân bây giờ cũng tạm tương đối là ổn định, nhưng còn phải có những cái biện pháp xử lý tiếp, còn phải mổ để kết nối các cái xương. Còn một bệnh nhân nữ thì bị chấn thương sọ não, đã chụp chiếu đầy đủ và đã xử lý cái phần mềm bên ngoài. Bây giờ còn cái chấn thương sọ não nữa thì còn phải tiếp tục theo dõi bệnh nhân. Tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội có một nạn nhân là Nguyễn Thu Hiền, 30 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc, bị đa chấn thương nặng, gãy cả xương tay và xương chân. 7 giờ sáng nay, bệnh nhân Hiền đã được mổ cấp cứu. 1 giờ sau ca mổ, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định trở lại. Tuy nhiên vẫn cần phải theo dõi thêm. Chồng của nạn nhân này là Đỗ Văn Hoàng đã tử vong trước khi đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Chẩn đoán là đa vết thương phần mềm ở trên gãy đầu dưới xương quay và gãy xương bàn chân từ 1 đến 5. Thì tiến hành chỉ định mổ hồi sức và mổ cấp cứu. Hiện tại bệnh nhân đã về buồng ổn định. Được biết, lái xe taxi Đặng Văn Cường sau khi gây ra tai nạn đã nhảy từ trên cầu vượt xuống đất và đã bị chấn thương sọ não nặng, hiện đang cấp cứu và theo dõi ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Trong khi tai nạn giao thông đường bộ có xu hướng ngày càng giảm, thì tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy lại có nhiều diễn biến phức tạp hơn. Số vụ tai nạn đường thủy tăng so với thường lệ và nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết người đã xảy ra. Cụ thể, theo thống kê của Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam, tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2015, cả nước đã xảy ra 91 vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa, làm chết 38 người, bị thương 7 người. Các vụ tai nạn trên khiến 82 phương tiện bị chìm đắm, ước tính thiệt hại khoảng 18,6 tỷ đồng. So với 9 tháng đầu năm 2014, tăng 9 vụ, tương đương 11%. Trong đó, 4 địa phương có số vụ tai nạn xảy ra nhiều nhất là Đồng Tháp, Long An, An Giang và Quảng Ninh.
Gần đây nhất vào đêm ngày 31 tháng 10, hơn chục người khi đang qua đoạn kênh 13 thuộc xã Cô Tô, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang bằng chiếc đò nhỏ. Khi đến giữa sông thì bất ngờ chiếc đò lật úp khiến 4 người tử vong. Trước đó chỉ một ngày, lúc 20 giờ 45 phút ngày 30 tháng 10, tàu Hoàng Phúc 18 khi đang neo đậu tại phao số 5, luồng hàng hải Xoài Rạp thì bất ngờ bị sóng to đánh làm tàu lật úp. Vụ tai nạn khiến 4 người mất tích. Sau nhiều ngày tìm kiếm, vào tối qua mùng 8 tháng 11, thì nạn nhân cuối cùng mới được tìm thấy tại nơi cách vị trí tàu lật tới 172 hải lý. Những vụ tai nạn đường thủy dù là ít, nhưng nếu có xảy ra thường để lại hậu quả rất lớn và thương tâm. Tuy nhiên, hầu hết các chủ phương tiện hiện đều không nhận thức rõ được vấn đề này. Và với thực tế trên, phương tiện thủy quay trở lại đăng kiểm hiện chiếm một tỷ lệ rất thấp. Trong khi đó, hoạt động xử phạt lại khá mờ nhạt, nên vi phạm đường thủy luôn có những diễn biến khá phức tạp. Ghi nhận của VTC 14 tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Dỉ sét, sơn bong chóc, thanh thuyền có hiện tượng bị mục nát. Đây chính là thực trạng của nhiều phương tiện thủy hoạt động trong lĩnh vực du lịch, chở khách trên vịnh Hạ Long khi được đưa vào cơ sở sửa chữa đóng tàu. Như chiếc tàu này, trước đó ít ngày vẫn tham gia vào hoạt động vận tải hành khách. Lý do khiến chủ phương tiện ngại đưa tàu thuyền đi đăng kiểm là vì chi phí sửa chữa quá lớn. Sửa chữa lớn thì nó tùy, ví dụ như là đến cái thời kỳ mà tất cả các phương tiện này thay đáy thì mất nhiều tiền, hoặc là đến thời kỳ mà bảo dưỡng về máy móc ấy thì rất là nhiều tiền, ví dụ có thể 200-300 triệu, thậm chí khi hàng bằng 1/3 con tàu. Theo trạm đăng kiểm phương tiện thủy nội địa thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh, trên địa bàn quản lý hiện khá rộng, trong số 14 huyện thị thành phố thì có tới 13 địa bàn là có phương tiện thủy hoạt động. Qua kiểm tra, đánh giá hàng năm thì phương tiện thủy quay trở lại đăng kiểm chiếm tỷ lệ khá thấp, chỉ đạt 70%. Khi mà phương tiện người ta đưa vào hoạt động thường xuyên thì người ta mới mời đăng kiểm. Đấy, còn khi mà phương tiện người ta không có hàng hóa hoạt động thì người ta cũng không đưa phương tiện vào đăng kiểm. Đấy. Hoặc là do cái địa bàn rộng ấy mà cái phương tiện mà có thể là người ta có thể thỉnh thoảng người ta ra hoạt động thôi, cho nên là người ta cũng không quan tâm đến cái việc phải gia hạn. Còn theo Chi cục đăng kiểm số 15, Cục đăng kiểm Việt Nam, trong hoạt động quản lý phương tiện thủy hiện đang gặp khá nhiều bất cập, như có thể sang địa phương khác đăng kiểm hay tàu biển có thể đăng kiểm ở trong nước hoặc nước ngoài. Điều này khiến cho nhiều chủ phương tiện lợi dụng không đưa phương tiện đi đăng kiểm và lén lút hoạt động. Những cái tàu mà nó bỏ kiểm tra đấy thì là thế này, nó có nhiều lý do. Lý do thứ nhất là như trên tôi đã nói là bây giờ cái ngành vận tải bây giờ là chưa phải là khởi sắc đấy. Nên là họ tạm dừng. Thì trong cái quy định của đăng kiểm Việt Nam cũng như quy định của tất cả các cái tổ chức đăng kiểm nước ngoài thì nó đều có cái quy định về vấn đề là tàu tạm dừng khai thác. Quy trình đăng kiểm một phương tiện thủy được quy định khá chặt chẽ, từ khâu thiết kế đến khi đóng thân, vỏ tàu và lắp máy cho phương tiện. Tuy nhiên, lợi dụng lỗ hổng từ quản lý, nhiều chủ phương tiện hiện vẫn có tâm lý phớt lờ đăng kiểm. Đó là câu chuyện ở tỉnh Quảng Ninh. Có tính trên phạm vi cả nước thì cũng có tới 36% trong tổng số phương tiện đang hoạt động trên các tuyến đường thủy nội địa chưa được đăng ký, đăng kiểm trong năm 2015. Đây chính là nguy cơ có thể gây ra các vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng, trong khi chúng ta có khá đầy đủ các quy định pháp luật về giao thông đường thủy nội địa. Và thực trạng đáng lo ngại vẫn tiếp diễn, thì nguyên nhân chính có thể là thực thi pháp luật không nghiêm. Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam khẳng định, 10 tháng qua, phương tiện chở hàng là đối tượng gây ra nhiều vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng nhất, chiếm tới 73,4% tổng số vụ, 41,1% tổng số người chết. Riêng phương tiện gia dụng chiếm tới 19,15% tổng số vụ và 57,9% số người chết. Còn một cái bộ phận, những cái phương tiện mà trước đây là các chủ phương tiện đóng theo kinh nghiệm dân gian, không có thiết kế. Trên từ cái không có thiết kế như vậy thì chưa đăng kiểm được. Chưa đăng kiểm được, cho nên là chưa đăng ký được, nhưng thực tiễn là vẫn đưa ra hoạt động. Còn Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định, thực trạng tàu thuyền không thực hiện quy định về đăng kiểm chính là nguyên nhân hàng đầu gây ra tai nạn đường thủy. Vấn đề này thuộc về trách nhiệm của cả cơ quan quản lý nhà nước và người sử dụng phương tiện. Hoạt động đường thủy ấy, nó diễn ra ở sông và chỗ ở cái khu vực ấy rất là vắng,
không có ai cả. Cho nên cái việc tuần tra kiểm soát không đủ lực lượng hết để mà kiểm soát được toàn bộ các cái khu vực như vậy. Cho nên là gì? Cái việc tuyên truyền cũng không đến nơi. Cái việc tuần tra kiểm soát để xử phạt, để nhắc nhở bà con cũng chưa hết được trong cái thời gian ngắn như vậy. Cho nên tất cả những nguyên nhân đó nó dẫn đến cái công tác đăng ký đăng kiểm, cái công tác đăng kiểm ấy nó còn có những cái khó khăn như vậy. Và cái lượng phương tiện chưa vào đăng kiểm nó vẫn còn tồn tại. Cũng theo ông Học, lý do khiến tai nạn đường thủy diễn biến phức tạp chủ yếu đến từ công tác thanh tra kiểm tra và xử lý chưa đáp ứng được yêu cầu, mới chỉ tập trung tại một số địa bàn và một số nhóm đối tượng. Ngoài ra, phương tiện đóng theo kiểu dân gian, không có hồ sơ thiết kế dẫn đến việc không thể thực hiện thủ tục đăng kiểm, đưa vào quản lý. Bên cạnh đó là tình trạng không chấp hành các quy định khi tham gia giao thông đường thủy. Là bản thân những người tham gia giao thông ấy, cũng không thể hết được ý nghĩa của cái việc cái chất lượng phương tiện khi chúng ta lên nó thì nó như thế nào. Ví dụ như chúng ta thấy cái phương tiện nó chưa được đăng kiểm chẳng hạn, chúng ta thấy chất lượng nó không đảm bảo, chúng ta không lên nữa thì chắc chắn cái người mà phục vụ chúng ta, cái chủ phương tiện ấy phải đi đăng kiểm. Thế nhưng mà bản thân chúng ta cũng người tham gia giao thông của mình ấy, cũng không thấy hết được. Từ trước này là mình cứ thấy phương tiện là mình đi thôi. Không tuân thủ quy tắc giao thông, đâm va vào công trình, điều kiện thời tiết giông lốc, chở quá tải trọng cho phép hay say rượu khi đi thuyền là những nguyên nhân cố hữu khiến tai nạn giao thông đường thủy luôn diễn biến phức tạp. Những vi phạm này nếu không có những giải pháp quản lý chặt chẽ thì nguy cơ bùng phát tai nạn đường thủy là không thể tránh khỏi. Tai nạn giao thông là điều mà không ai mong muốn vì khi xảy ra bao giờ cũng để lại những hậu quả. Đó có thể chỉ là thiệt hại về tài sản nhưng có lúc lại là tính mạng của nhiều người. Những nỗi đau giờ cũng có thể qua đi nhưng mất mát của những người ở lại thì có lẽ chưa biết bao giờ nguôi ngoai. Và câu chuyện mà phóng viên VTC 14 ghi nhận được sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về những mất mát này. Cứu được thằng này. Tối là ngủ bốn hai vợ chồng với hai đứa con ngủ này. Không mơ thấy hoài, hai chồng thấy hoài vậy. Chúng cũng quên lắm chứ. Nhiều lúc cũng quên lắm chứ không. Chứ vợ lỡ thì sao mình cũng đâu biết được. Quên nhiều lúc quên thì nằm cái tự ngồi khóc nằm khóc mình không hỏi hoài. 3 năm kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn đau lòng, nhưng chị Cao Thị Loan vẫn không thể quên được những gì đã diễn ra. Bởi nó không phải là ngày chị thoát khỏi bàn tay của tử thần, mà là ngày hai đứa con của chị vĩnh viễn không trở về nữa. Bàn tay run run cầm bức ảnh của hai đứa con Nguyễn Minh Tâm và Nguyễn Thị Thanh Thảo, chị nấc nghẹn. Chiếc xuồng chở 7 người qua sông dòng Ông Tố, trong đó có chị và hai con. Khi đến giữa sông thì tai nạn bất ngờ ập xuống. Cũng nắm chiếc xuồng á, nặng dòm cái con mình trôi hướng nào. Nhưng mà nắm hoài cái xuồng nó chìm dưới quyết, mà không có cho mình ấy. Cũng đâu có bơi gần đâu. Mới bơi lên thì đó, nhỏ như quê cũng bơi gần nữa. Bơi càng vô đại chứ đâu có ngóc đầu được. Vì quanh lên thì không thấy đứa nào hết trơn. Quảng hốt la lên. Chứ người ta mới xuống. Ngày đứa con chết mình sống. Trong căn nhà rộng chưa đến 30 m², không có vật gì có giá trị ngoài những bức ảnh, những ký vật của hai đứa con mà chị còn giữ lại. Nhưng mỗi lần nhìn thấy, nước mắt cứ tự động rơi. Gia đình ngày càng khó khăn, túng quẫn. Chúng cũng khổ thời gian thôi, chợ chồng buồn có năm trời không đi làm đâu. Nhà ổng ở nhà, ở đây cũng ở nhà, mới làm lại mấy năm nay, 2 năm nay. Còn với ông Nguyễn Trường Thanh Nhân, thì vụ tai nạn trên là nỗi ám ảnh không bao giờ quên. Dòng nước trên sông dòng Ông Tố đã cướp đi sinh mạng của người vợ mà ông yêu thương. Ông ấy xuống xuồng, mới đi qua bên băng qua bên sông, mới đi bộ vô. Mới vừa đi chút xíu nghe ra làng là sớm kiếm chạy vòng sóc này mình kiếm đâu kiếm cho nó tại nóng ruột kiếm thôi chứ biết mà đầm ba không biết lội là rớt xuống là coi như cục sắt. Người ta vẫn không khỏi xót xa khi nghe những vụ tai nạn chìm tàu chìm ghe thường xảy ra, bởi nó quá bất ngờ và hậu quả bao giờ cũng nghiêm trọng. 4 người chết trong vụ chìm tàu chở đá ở Cần Giờ, 4 người ra đi trên một chiếc trẹt chở qua sông ở An Giang,
nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai theo thời gian. Và những câu giá như hoặc cẩn thận hơn, nếu như không chủ quan thì giờ đây nước mắt sẽ không bao giờ rơi nữa. Tin quốc tế, ngày hôm nay mùng 9 tháng 11, Ủy ban bầu cử Liên bang Myanmar đã bắt đầu công bố dần kết quả của cuộc tổng tuyển cử vào hôm mùng 8 tháng 11. Mặc dù kết quả sơ bộ của cuộc tổng tuyển cử sẽ chỉ được công bố sớm nhất là vào ngày mai mùng 10 tháng 11, nhưng theo các hãng truyền thông thì Đảng Liên đoàn Tự do vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi có thể sẽ thắng lớn. Theo số liệu chính thức từ Ủy ban bầu cử Liên bang Myanmar, thì NLD đang thắng lớn khi có 16 trên 17 ghế quốc hội tại khu vực Yangon đã thuộc về đảng của bà Aung San Suu Kyi. Chỉ có ghế của đảng viên Liên minh Đoàn kết và Phát triển ISDP. 3 trong số 16 ứng viên đã được công nhận thắng cử của NLD là phụ nữ. Tuy nhiên, NLD cũng vừa thông báo đảng này đã đánh mất 4 ghế trong quốc hội tại thành phố Mekita thuộc miền trung Myanmar. Lý do cho sự thất bại này là do ông U Win Ten, người hiện tại là phát ngôn viên của NLD, trước đây từng là ủy viên hội đồng thành phố Mekita, đã phát biểu ủng hộ người Hồi giáo tại thành phố này trong vụ bạo lực giữa Hồi giáo và Phật giáo tại địa phương. Cuộc bầu cử năm nay nói chung đã diễn ra vô cùng tốt đẹp. Với 9.905 phiếu, Đảng Liên đoàn Tự do vì Dân chủ đã giành chiến thắng. Trước đó, các kết quả kiểm phiếu sơ bộ không chính thức cho thấy NLD đã chiến thắng tại nhiều khu vực bầu cử quan trọng ở Yangon, Mandalay, trong khi USDP đang chiếm ưu thế ở thủ đô Naypyidaw và các khu vực đang thực thi thiết quân luật. Theo đánh giá của 10.000 quan sát viên quốc tế và địa phương, cuộc bầu cử ngày hôm qua mùng 8 tháng 11 tại Myanmar là một cuộc bầu cử hòa bình, dù còn nhiều sai phạm khác nhau đã được báo cáo trên toàn quốc. Nhiều nơi danh sách cử tri được cho là không chính xác. Trong cuộc bỏ phiếu sáng ngày 8 tháng 11, hơn 33,5 triệu cử tri Myanmar đi bỏ phiếu tại hơn 46.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Các nhà lãnh đạo chính phủ, quốc hội, quân đội và các đảng phái cũng nhiệt tình tham gia đi bầu tại các điểm bỏ phiếu ở khu vực bầu cử của mình. Tổng cộng có 6.038 ứng cử viên của 91 chính đảng và 310 ứng cử viên độc lập tham gia cuộc đua giành hơn 1.000 ghế tại Hạ viện, Thượng viện và Hội đồng lập pháp các bang, vùng. Một hố đen rộng tới 15 mét bất ngờ lộ ra tại một thành phố ở bang Mississippi của Mỹ, nuốt chửng ít nhất là 15 chiếc xe vào ngày hôm 7 tháng 11 vừa qua. Vụ việc xảy ra tại bãi đậu xe của nhà hàng I Hope ở thành phố Meridian ở bang Mississippi vào khoảng 19 giờ 15 phút theo giờ địa phương vào hôm 7 tháng 11. Thực khách kể lại họ nghe thấy một loạt tiếng nổ, ngay sau đó là mất điện và hố đen xuất hiện. Những tiếng nổ mạnh đến nỗi một nhân viên nhà hàng còn tưởng có động đất xảy ra. Chiếc hố tử thần sâu khoảng 9 mét và rộng hơn 15 mét, dài đến gần 200 mét. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng được điều tới hiện trường. Giới chức cho hay có 15 chiếc xe bị ngập trong đất đá, tuy nhiên không có ai bị thương. Giới chức địa phương nghi ngờ những trận mưa như chút nước trong 2 tuần gần đây ở thành phố Meridian là nguyên nhân xuất hiện hố tử thần này. Mặc dù các lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm những người còn mất tích trong vụ vỡ đập chứa nước thải quặng mỏ ở Brazil, nhưng cuộc tìm kiếm này đang dần trở nên vô vọng. Cho tới thời điểm hiện tại thì vẫn chưa xác định được nguyên nhân của sự cố này. Hàng trăm người được huy động tham gia vào các cuộc tìm kiếm. Các đội cứu hộ còn sử dụng chó nghiệp vụ để tiến hành tìm kiếm những nạn nhân mất tích trong bùn đất lầy lội sau hai vụ vỡ đập nước thải vào tuần trước. Gia đình của các nạn nhân cũng dần trở nên tuyệt vọng khi không hề nhận được bất kỳ tin tức nào trong suốt những ngày qua. Con đập dùng chứa nước thải từ một mỏ khai thác quặng sắt tại thành phố Mariana, bang Minas Gerais, Brazil, thuộc sở hữu của công ty Samarco liên doanh với Úc. Hiện vẫn còn 28 người bị mất tích, trong đó gồm có 13 công nhân của công ty khai thác quặng. Chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức tìm kiếm họ. Mặc dù cuộc tìm kiếm những nạn nhân mất tích dần đi vào ngõ cụt, nhưng giới chức địa phương cho biết họ sẽ vẫn không từ bỏ dù chỉ còn lại một chút hy vọng. Truyền thông địa phương cho hay có tới 80% diện tích làng Bento Rodriguez ngập chìm trong bùn, đồng thời cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra lở đất là rất cao. Ngoài ra, dưới sức tàn phá của lũ bùn, nhiều cột điện và cột tín hiệu trong vùng cũng bị quật đổ, khiến toàn bộ Bento Rodriguez và nhiều vùng lân cận chìm trong cảnh mất điện và bị cắt liên lạc hoàn toàn.
Nhiều năm nay, vấn đề chăm sóc sức khỏe cho những người dân Ấn Độ, đặc biệt là những người dân nghèo gặp rất nhiều khó khăn. Một trong những nguyên nhân chính là giá thuốc quá cao, nhiều người dân Ấn Độ đã không thể mua thuốc dù có bị ốm đau. Theo thống kê, ở Ấn Độ có khoảng 65% người dân không được tiếp cận với những dịch vụ y tế tối thiểu. Bên cạnh đó, rất nhiều người dân nghèo ở Ấn Độ cũng không có đủ tiền để trang trải tiền thuốc men, dù có đau ốm vì giá thuốc quá cao. Chính phủ Ấn Độ chỉ dành khoảng 1% GDP của mình cho ngành y tế, ít hơn rất nhiều so với các nước láng giềng như Sri Lanka hay Bangladesh. Chứng kiến những điều này, một người đàn ông ở Ấn Độ đã tự đi thu thập các loại thuốc mà nhiều người khác không sử dụng đến để cung cấp chúng cho những người dân nghèo khổ. Tôi đã đi thu thập các loại thuốc mà nhiều gia đình không dùng đến và vứt đi để mang đến cho những người dân nghèo. Họ không có đủ tiền để mua thuốc. Ông Shaman hy vọng công việc ông đang làm có thể góp phần giúp những người dân Ấn Độ nghèo khổ có cơ hội cải thiện tình hình sức khỏe của mình. Chính phủ Ấn Độ cũng đã đưa ra các chương trình chăm sóc sức khỏe công cộng miễn phí. Tuy nhiên, số lượng dân quá đông đã khiến cho các chương trình này trở nên quá tải. Cuối ngày hôm qua, mùng 8 tháng 11, theo giờ địa phương, Ngoại trưởng Pháp cùng các bộ trưởng của hơn 70 quốc gia trên thế giới đã có cuộc họp tại Paris. Và theo đó, thì trong vòng 3 ngày, các bộ trưởng môi trường và năng lượng sẽ tìm kiếm các đề xuất thỏa hiệp cụ thể nhằm tạo điều kiện cho việc đạt được một thỏa thuận chung trong Hội nghị chống biến đổi khí hậu COP21 sắp tới diễn ra vào cuối tháng 11. Hơn 70 quốc gia nói trên đại diện cho tất cả các nhóm thương lượng, bao gồm các nước phát thải chủ yếu, cũng như nhiều nước châu Phi và các đảo quốc bị biến đổi khí hậu đe dọa nghiêm trọng nhất. Do vẫn còn tồn tại những mâu thuẫn lớn giữa các nước công nghiệp phát triển với các nước nghèo đang trỗi dậy trở lại. Đây là một thách thức trực tiếp đến khả năng đạt đồng thuận toàn cầu về giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính tại COP21. Mục đích của sự kiện này là nhằm giải quyết những khúc mắc và bất đồng sâu sắc giữa các quốc gia. Một vấn đề gai góc khác được đặt lên bàn hội nghị là khoản tiền 100 tỷ đô la đóng góp hàng năm để hỗ trợ các nước dễ bị biến đổi khí hậu đe dọa nhất. Kể từ năm 2020, đây là năm thỏa thuận Paris dự kiến bắt đầu có hiệu lực. Khoản tiền thích ứng với biến đổi khí hậu này dự kiến cũng sẽ được điều chỉnh theo hướng tăng lên. Theo dự kiến, Hội nghị Thế giới về biến đổi khí hậu COP21 sẽ diễn ra từ ngày 31 tháng 11 đến 11 tháng 12 tới tại thành phố Paris, Pháp, với sự tham gia của gần 200 quốc gia trên toàn thế giới. Vào tối ngày hôm qua mùng 8 tháng 11, những người dân ở thành phố Tacloban đã tổ chức kỷ niệm 2 năm sau khi cơn siêu bão có tên quốc tế là Haiyan tàn phá nơi đây, khoảng 8.000 người thiệt mạng. Những người còn sống sót đã thắp sáng thành phố Tacloban bằng những ngọn nến lung linh để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng, mặc dù hàng trăm hộ gia đình vẫn đang phải vật lộn với cuộc sống khó khăn. Hàng ngàn ngọn nến đã thắp sáng những con đường trong thành phố Tacloban. Những người dân đã dâng hoa tại tượng đài mới được xây dựng bên bờ biển, nơi khắc tên những nạn nhân thiệt mạng trong cơn bão này. Nhiều gia đình Philippines đã mất đi những người thân yêu và thậm chí chẳng bao giờ tìm thấy được hài cốt người thân của mình nữa. Những người tham dự còn thả những chiếc đèn lồng lên trời như một cách tưởng nhớ những người thiệt mạng. Những gì chúng tôi học được sau cơn bão này, đó chính là sự đoàn kết giúp đỡ nhau trong hoạn nạn. Chúng tôi sẽ vượt qua khó khăn này và đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Hai năm sau bão Haiyan, thành phố Tacloban đang dần hồi phục trở lại. Tuy nhiên, hàng trăm hộ gia đình vẫn đang phải vật lộn với cuộc sống khó khăn, tạm bợ tại những khu nhà tạm trú do chính phủ cung cấp. Vào ngày 8 tháng 11 năm 2013, siêu bão Haiyan đã đổ bộ và phá hủy khoảng 90% thành phố Tacloban của tỉnh Leyte, Philippines, ảnh hưởng tới 14,5 triệu người của 44 tỉnh thành khác nhau. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của kênh VTC14. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.